Nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái cách để mà làm cái cử ha, cái cử để mà cắt gấp 45 độ nhanh nha. Kiểu này thì mình làm theo kiểu nhanh nha cả nhà. Đây thì đối với cái cây này vuông 2 đi ha. Vuông 2 mình sẽ gạch nè. Mình sẽ đo, mình gạch, mình lấy cái góc vuông nha. Cái này thì chia sẻ nhanh nha cả nhà. Rồi. Đó, bây giờ là trên trên cái này đi. Mọi người thấy nè. Cái này là cắt cây vuông 4 nè. Vuông 4 là mình lấy được cái đường này là đường của vuông 4. Ha, cái đường này là đường của vuông 2 nè. Đường này là đường cuốn vuông 2 nha cả nhà. Nó vuông 2 nè, cái này vuông 4 nè. Ha. Cái này vuông 4, cái này vuông 2 nè. Đó. Mình cắt cái đường của vuông 2 mình làm dấu ha. Bây giờ mình cắt, mình sẽ thử góc cho cả nhà xem nha. Theo viên gạch ha. Đó thì mình làm cái kiểu này nó rất là đơn giản ha, không có cần phải cầu kỳ gì nha cả nhà. Đó. Thì đây là cái cách để mà cắt cái góc 45 độ nhanh nhất, nó tiện nhất nha. Mình khỏi cần làm cỡ gì hết. Còn ai mà cắt góc 45 độ chuyên nghiệp á thì mình nên hàng cái cỡ. Thì cái cỡ đó trên kênh mình cũng có chia sẻ sẵn cái clip rồi nha cả nhà. Nhưng mà thường thường đa số mình làm kiểu này thôi. Kiểu này để mà cắt những góc không cần cái độ chính xác cao á ha. Này mình chỉ cần mình cắt mình hàng thôi, ví dụ như cho nó hở chút xíu cũng được. Này, rất là vuông nha. Mình cắt thì khi mình cắt á, mình cầm cây này mình chịu chân cứng lại ha cả nhà. Kêu cứng lại là nó không có chạy được. Bắt đầu mình cắt xuống thôi. Nè, mình để song song nè. Song song theo cái đường gạch nè.